Trong bản nhận định mới nhất, ANZ giữ nguyên dự báo GDP và khá lạc quan về tăng trưởng tín dụng Việt Nam trong năm nay. Theo ANZ, thanh khoản hệ thống ngân hàng hiện khá dồi dào, các ngân hàng thương mại liên tục cắt giảm lãi suất tiền gửi Việt Nam đồng và tăng trưởng tín dụng có thay vọt lên trong quý 4 nhờ sự hỗ trợ và cam kết của ngân hàng nhà nước, tương tự hồi cuối năm ngoái khi ngân hàng nhà nước tung ra nhiều biện pháp hỗ trợ, tăng trưởng tín dụng cuối cùng đã nhanh chóng hoàn thành mục tiêu cả năm. Cũng theo ANZ, tăng trưởng kinh tế quý 3 năm nay dù cao hơn cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhiều chỉ báo vĩ mô khác vẫn tỏ ra đuối đà. Ví dụ như tăng trưởng bán lẻ và sản xuất công nghiệp đều chậm, thu hút FDI ở mức khá thấp so với năm 2013, còn lạm phát nhỏ chỉ chứng tỏ lực cầu rất yếu. Do đó, ANZ dự báo GDP cả năm nay có thể chỉ tăng khoảng 5,6% so với năm ngoái và sẽ hồi phục chậm, lên mức 5,8% trong năm 2015 tới.